Mời quý thính giả cùng nghe tác phẩm Nhân lên niềm tin cuộc sống của tác giả Cẩm Tú, Bông Mai. Mẹ ơi, con nhớ như in bài học đó. Ngọt ngào, sâu lắng với ca khúc Lời Mẹ Hát, cô gái Phan Thị Thương Hoài ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ vừa đoạt huy chương vàng tại Hội thi Toàn quốc Tiếng Hát Người Khuyết Tật lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. Người ta thường nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Phan Thị Thương Hoài dù bị mù cả hai mắt, nhưng còn đôi bàn tay, khối óc để vượt lên số phận, làm được những điều tưởng như không thể. Và chính điều đó đã tiếp thêm niềm tin cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Chị là một trong những người phụ nữ có chị vươn lên, biết lo gia đình, đảm việc nước, đảm việc nhà. Mặc dù là mù hai mắt, nhưng mà chị Hoài có nghị lực, có niềm tin vào cuộc sống, đặc biệt là những người là đồng cảnh ngộ. Đó là lời nhận xét của mọi người dành cho chị khi chúng tôi tìm đến gia đình chị ở xóm Minh Sơn, xã Kỳ Sơn. Trò chuyện với chị Hoài trong căn nhà nhỏ được sắp xếp khá ngăn nắp, nhìn dáng người thon thả, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười hiền hậu ấy, ít ai nhận ra chị đã trải qua 36 năm không nhìn thấy ánh sáng. Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Thật bất hạnh, từ lúc chào đời chị đã bị mù cả hai mắt. Dẫu không gian sống của Thương Hoài luôn là màn đêm, nhưng với quyết tâm thay đổi cuộc đời, chị đã kiên trì tập làm tất cả mọi việc. Bà Hồ Thị Tám, mẹ chị Hoài, chia sẻ. Hoài cũng chịu khổ vất vả, làm việc gì cũng sơ bằng hai tay. Hàng ngày Hoài cùng xuống là cùng nấu ăn với mẹ, về giặt giũ, thế là quét dọn. Ước mơ biết đọc, biết viết, trở thành cô giáo đã thôi thúc Thương Hoài vượt lên tất cả. Năm 11 tuổi, chị đã quyết tâm xa gia đình để theo học tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề trẻ khuyết tật Nghệ An, tham gia lớp đào tạo giáo viên dạy chữ nổi tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ, Phục hồi Chức năng Việt Nam và học hòa nhập tại Trường Trung học Cơ sở Kỳ Sơn. Suốt 10 năm học tập, dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng Thương Hoài không từ bỏ mà nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao. Cũng từ đây, chị là người đầu tiên của huyện Tân Kỳ dạy chữ Braille cho những người khiếm thị tại hai huyện Đô Lương và Tân Kỳ. Chị Hoài tâm sự. Lớp học sớm của chữ Braille thì rất là đặc biệt. Học viên thuộc nhiều cái độ tuổi khác nhau. Cao tuổi cũng có, rồi là trung tuổi cũng có và các em nhỏ tuổi. Bản thân tôi đã cố gắng để tìm những phương pháp để truyền thụ cho các học viên. Và điều hạnh phúc nhất đó là tôi đã được đọc những cái bài văn, bài thơ của học viên viết nên bằng những dòng chữ Braille. Tâm huyết với công tác hội, nên năm 26 tuổi, chị Hoài được bầu làm chủ tịch hội người mù huyện Tân Kỳ. Đây là chủ tịch hội trẻ nhất của tỉnh Nghệ An. Việc đầu tiên chị làm là mở các lớp dạy chữ Braille miễn phí cho hội viên, đồng thời phối hợp tổ chức dạy nghề làm tăm, chổi đót, nghề xoa bóp bấm huyệt giúp hội viên có việc làm phù hợp. Tại đây, những người khiếm thị được học tập, gặp gỡ, sẻ chia buồn vui, từ đó xóa bỏ tự ti mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Em Lô Văn Tình ở xóm 2, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, sau khi tham gia lớp học nghề và trải qua kinh nghiệm từ thực tiễn, năm 2017, em đã mạnh dạn mở cơ sở xoa bóp tẩm quất cổ truyền tại thành phố Vinh. Tình trao đổi. Chị Hoài đã dạy dỗ em học chữ Braille và định hướng cho em học nghề tẩm quất bấm huyệt. Hiện nay em đã mở được một cái cơ sở riêng, có công ăn việc làm cho bản thân, cũng như là tạo công ăn việc làm cho được ba bạn cùng đồng tật. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoài trải lòng. Tôi nghĩ là để sống tốt cuộc đời của mình thôi chưa đủ, mà tôi còn muốn làm một điều gì đó để truyền nghị lực sống đến cho những người có cùng cảnh ngộ như bản thân tôi. Với suy nghĩ đó, chị Hoài đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị đã chỉ đạo duy trì mô hình sản xuất tăm tập trung tại huyện hội để vừa tạo việc làm vừa gây quỹ giúp đỡ hội viên. Nhất là hội viên nữ, chị Hoài đã sáng lập quỹ vì phụ nữ nghèo,
Tại đây, chị em được vay vốn không lãi suất để đầu tư phát triển kinh tế, tham gia câu lạc bộ vì phụ nữ khiếm thị để chị em gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Em Trần Thị Mến ở xóm 1, Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, bộc bạch. Từ nhỏ thì em không phải là một người khiếm thị, sau này em bị bệnh và em rất là tự ti và thiếu niềm tin trong cuộc sống, cùng cảnh phụ nữ với nhau. Chị luôn dành sự ưu ái và quan tâm cho em, nhìn vào tấm gương của chị và em cũng đã cố gắng. Từ suy nghĩ đến hành động của Thương Hoài đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều hội viên. Đến nay toàn hội người mù huyện Tân Kỳ có 302 hội viên, trong đó có 90% số hội viên có cuộc sống ổn định. Gần 100 hội viên trẻ đều đã biết đọc, biết viết, có việc làm phù hợp, tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Trao đổi với chúng tôi về tấm gương Thương Hoài, bà Vũ Thị Thanh Hương, trưởng ban dân vận, huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Tân Kỳ, đánh giá. Em Hoài thì tấm gương khá tiêu biểu trong vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở đó nó nổi lên đó là tình yêu thương dành cho đồng tật, quan tâm sâu sát đến từng hoàn cảnh, mỗi một hội viên để có giúp đỡ, hỗ trợ rất là thiết thực. Thương Hoài không chỉ có trái tim rộng mở, nghị lực vượt khó mà còn đam mê âm nhạc. Mặc dù không được đào tạo qua bất cứ trường lớp nào về âm nhạc, nhưng bằng tình yêu cùng với dày công luyện tập đã giúp chị chinh phục ban giám khảo hội thi tiếng hát người khuyết tật với thành tích đạt huy chương vàng. Thành công của chị đã góp phần lớn giúp toàn đoàn Nghệ An giành giải nhì toàn quốc. Ông Trần Anh Tời, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Nghệ An nhận xét. Cái kết quả, cái thành tích trong công việc và nhất là trong tham gia hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc, chúng tôi đánh giá Thương Hoài đã cố gắng, đã nỗ lực với cái nghị lực cao nhất, xứng đáng là người khuyết tật điển hình, người cán bộ hội tiêu biểu. Dù cuộc sống, công việc còn nhiều lo toan, vất vả, nhưng hàng ngày chị vẫn luôn dành thời gian quý giá nhất để ở bên gia đình nhỏ của mình với cô con gái, năm nay đã học lớp 6. Dẫu không may mắn có được cơ thể lành lặn như bao người khác, song Phan Thị Thương Hoài, cô gái mù đã tìm được lối đi cho mình bằng cả trái tim lạc quan, yêu đời và vượt lên số phận. Chị đã nhân lên niềm tin cuộc sống cho chính mình và nhiều người cùng cảnh ngộ. Thương Hoài nói. Tuy chúng ta bị mù, bị khiếm khuyết nhưng mà nếu chúng ta có ước mơ, có hoài bão và đặc biệt là nếu chúng ta cố gắng nỗ lực thì tin chắc rằng chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ và hoài bão của mình. Mời quý thính giả cùng nghe tác phẩm Nhân lên niềm tin cuộc sống của tác giả Cẩm Tú, Bông Mai. Mẹ ơi, con nhớ như in bài học đó. Ngọt ngào, sâu lắng với ca khúc Lời Mẹ Hát, cô gái Phan Thị Thương Hoài ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ vừa đoạt huy chương vàng tại Hội thi Toàn quốc Tiếng Hát Người Khuyết Tật lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. Người ta thường nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Phan Thị Thương Hoài dù bị mù cả hai mắt, nhưng còn đôi bàn tay, khối óc để vượt lên số phận, làm được những điều tưởng như không thể. Và chính điều đó đã tiếp thêm niềm tin cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Chị là một trong những người phụ nữ có chí vươn lên, biết lo gia đình, đảm việc nước, đảm việc nhà. Mặc dù là mù hai mắt nhưng mà chị Hoài có nghị lực, có niềm tin vào cuộc sống, đặc biệt là những người là đồng cảnh ngộ. Đó là lời nhận xét của mọi người dành cho chị khi chúng tôi tìm đến gia đình chị ở xóm Minh Sơn, xã Kỳ Sơn. Trò chuyện với chị Hoài trong căn nhà nhỏ được sắp xếp khá ngăn nắp, nhìn dáng người thon thả, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười hiền hậu ấy, ít ai nhận ra chị đã trải qua 36 năm không nhìn thấy ánh sáng. Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Thật bất hạnh, từ lúc chào đời chị đã bị mù cả hai mắt. Dẫu không gian sống của Thương Hoài luôn là màn đêm, nhưng với quyết tâm thay đổi cuộc đời, chị đã kiên trì tập làm tất cả mọi việc. Bà Hồ Thị Tám, mẹ chị Hoài, chia sẻ. Hoài cũng chịu khổ vất vả, làm việc gì cũng sơ bằng hái tác.
Hàng ngày Hoài cùng xuống là cùng nấu ăn với mẹ, về giặt giũ, thế là quét dọn. Ước mơ biết đọc, biết viết, trở thành cô giáo đã thôi thúc Thương Hoài vượt lên tất cả. Năm 11 tuổi, chị đã quyết tâm xa gia đình để theo học tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề trẻ khuyết tật Nghệ An, tham gia lớp đào tạo giáo viên dạy chữ nổi tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ, Phục hồi chức năng Việt Nam và học hòa nhập tại Trường Trung học Cơ sở Kỳ Sơn. Suốt 10 năm học tập, dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng Thương Hoài không từ bỏ mà nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao. Cũng từ đây, chị là người đầu tiên của huyện Tân Kỳ dạy chữ Braille cho những người khiếm thị tại hai huyện Đô Lương và Tân Kỳ. Chị Hoài tâm sự. Lớp học xóm của chữ Braille thì rất là đặc biệt. Học viên thuộc nhiều cái độ tuổi khác nhau. Cao tuổi cũng có, rồi là trung tuổi cũng có và các em nhỏ tuổi. Bản thân tôi đã cố gắng để tìm những phương pháp để truyền thụ cho các học viên. Và điều hạnh phúc nhất đó là tôi đã được đọc những cái bài văn, bài thơ của học viên viết nên bằng những dòng chữ Braille. Tâm huyết với công tác hội, nên năm 26 tuổi, chị Hoài được bầu làm chủ tịch hội người mù huyện Tân Kỳ. Đây là chủ tịch hội trẻ nhất của tỉnh Nghệ An. Việc đầu tiên chị làm là mở các lớp dạy chữ Braille miễn phí cho hội viên, đồng thời phối hợp tổ chức dạy nghề làm tăm, chổi đót, nghề xoa bóp bấm huyệt giúp hội viên có việc làm phù hợp. Tại đây, những người khiếm thị được học tập, gặp gỡ, sẻ chia buồn vui, từ đó xóa bỏ tự ti mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Em Lô Văn Tình ở xóm 2, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, sau khi tham gia lớp học nghề và trải qua kinh nghiệm từ thực tiễn, năm 2017, em đã mạnh dạn mở cơ sở xoa bóp tẩm quất cổ truyền tại thành phố Vinh. Tình trao đổi. Chị Hoài đã dạy dỗ em học chữ Braille và định hướng cho em học nghề tẩm quất bấm huyệt. Hiện nay em đã mở được một cái cơ sở riêng, có công ăn việc làm cho bản thân, cũng như là tạo công ăn việc làm cho được ba bạn cùng đồng tật. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoài trải lòng. Tôi nghĩ là để sống tốt cuộc đời của mình thôi chưa đủ, mà tôi còn muốn làm một điều gì đó để truyền nghị lực sống đến cho những người có cùng cảnh ngộ như bản thân tôi. Với suy nghĩ đó, chị Hoài đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị đã chỉ đạo duy trì mô hình sản xuất tăm tập trung tại huyện hội để vừa tạo việc làm vừa gây quỹ giúp đỡ hội viên. Nhất là hội viên nữ, chị Hoài đã sáng lập quỹ vì phụ nữ nghèo. Tại đây, chị em được vay vốn không lãi suất để đầu tư phát triển kinh tế, tham gia câu lạc bộ vì phụ nữ khiếm thị để chị em gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Em Trần Thị Mến ở xóm 1, Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, bộc bạch. Từ nhỏ thì em không phải là một người khiếm thị. Sau này em bị bệnh, em rất là tự ti và thiếu niềm tin trong cuộc sống, cùng cảnh phụ nữ với nhau. Chị luôn dành sự ưu ái và quan tâm cho em, nhìn vào tấm gương của chị và em cũng đã cố gắng. Từ suy nghĩ đến hành động của Thương Hoài đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều hội viên. Đến nay toàn hội người mù huyện Tân Kỳ có 302 hội viên, trong đó có 90% số hội viên có cuộc sống ổn định. Gần 100 hội viên trẻ đều đã biết đọc, biết viết, có việc làm phù hợp, tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Trao đổi với chúng tôi về tấm gương Thương Hoài, bà Vũ Thị Thanh Hương, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Kỳ đánh giá. Em Hoài thì tấm gương khá tiêu biểu trong vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở đó nó nổi lên đó là tình yêu thương dành cho đồng tật, quan tâm sâu sát đến từng người hoàn cảnh mỗi một hội viên để có những giúp đỡ, hỗ trợ rất là thiết thực. Thương Hoài không chỉ có trái tim rộng mở, nghị lực vượt khó mà còn đam mê âm nhạc. Mặc dù không được đào tạo qua bất cứ trường lớp nào về âm nhạc, nhưng bằng tình yêu cùng với dày công luyện tập đã giúp chị chinh phục ban giám khảo hội thi tiếng hát người khuyết tật với thành tích đạt huy chương vàng. Thành công của chị đã góp phần lớn giúp toàn đoàn Nghệ An giành giải nhì toàn quốc. Ông Trần Anh Tời, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Nghệ An nhận xét. Cái kết quả, cái thành tích trong công việc
và nhất là trong tham gia hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc, chúng tôi đánh giá Thương Hoài đã cố gắng, đã nỗ lực với cái nghị lực cao nhất, xứng đáng là người khuyết tật điển hình, người cán bộ hội tiêu biểu. Dù cuộc sống, công việc còn nhiều lo toan, vất vả, nhưng hàng ngày chị vẫn luôn dành thời gian quý giá nhất để ở bên gia đình nhỏ của mình với cô con gái, năm nay đã học lớp 6. Dẫu không may mắn có được cơ thể lành lặn như bao người khác, song Phan Thị Thương Hoài, cô gái mù, đã tìm được lối đi cho mình bằng cả trái tim lạc quan, yêu đời và vượt lên số phận. Chị đã nhân lên niềm tin cuộc sống cho chính mình và nhiều người cùng cảnh ngộ. Thương Hoài nói: Tuy chúng ta bị mù, bị khiếm khuyết, nhưng mà nếu chúng ta có ước mơ, có hoài bão, và đặc biệt là nếu chúng ta cố gắng nỗ lực, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ và hoài bão của mình.